Quý vị khán thính giả, quan hệ giữa hai nhà nước Việt-Trung đang bị sứt mẻ nghiêm trọng khi một loạt những sự kiện bất đồng gần đây đã dồn dập diễn ra, xuất phát từ việc Việt Nam mua vũ khí tên lửa của Nga và Ấn Độ, sau đó bật đèn xanh cho Mỹ và Nga thuê cảng biển Cam Ranh 99 năm và cho hai nhà nước này khai thác dầu khí chung. Tiếp đến là Mỹ đã tặng cho Việt Nam 17 tàu khu trục. Tất cả những điều này là tín hiệu vui mừng cho người Việt Nam, nhưng lại là nỗi lo lắng của người Trung Quốc. Bởi vậy, kế hoạch đánh chiếm Biển Đông của Trung Quốc đã bị đổ vỡ. Bởi vì chỉ người Việt Nam cay cú và sợ hãi, phía Trung Quốc đã cho người bắt cóc tướng Bùi Cao Khánh của Việt Nam nhằm ép người Việt Nam phải tuân mệnh lệnh Tiên Triều. Tuy nhiên thì người Việt Nam đã không chịu bất khuất khi không chấp nhận bán nước cho Trung Quốc. Bằng bản thỏa ước bán nước, ngay lập tức thì phía Trung Quốc đã dùng một đòn hiểm hóc khi xô đẩy người Việt Nam đang sinh sống tại Trung Quốc ra biên giới. Nhưng số bạn đen bạc này bị quân đội và công an Trung Quốc đánh bầm dập rồi đẩy sang đường tắt biên giới Việt Nam. Hành động vô nhân tính này đã khiến quan hệ hai nước càng lao xuống, tặc cho bờ vực thẳm. Tuy nhiên, đây chưa phải là những điều tồi tệ nhất mà người Việt Nam phải hứng chịu khi không vườn làm ý người anh em tốt. Theo các chuyên gia quân sự trên thế giới nhận xét, Trung Quốc sẽ đẩy các cuộc tấn công trên biển và trên bộ để ép Việt Nam vào thế đường tương. Một chiến nổ ra là điều không thể tránh khỏi. Nếu Việt Nam vẫn cương quyết bảo vệ lý lẽ của mình, và các chuyên gia cũng đưa ra nhận xét đề cao tính khí quật cường của người Việt Nam. Một chuyên gia người Mỹ nhận xét rằng người Việt Nam không chịu đựng nỗi gian lao cực khổ, tài giỏi hơn bất cứ người dân tộc nào khác trên thế giới, nhưng họ lại không chấp nhận chịu nhục một chút để đánh đổi lấy cuộc sống sung sướng. Họ nâng cao ý thức chết vinh còn hơn là sống nhục. Được đun thúc từ ngàn đời qua, trong khi đó thì người Trung Quốc lại cậy mình là nước có quần hùng tướng mạnh nên là không chịu xuống thang làm hòa với người Việt Nam, và thế là hai dân tộc này đã gần nhau, chỉ hòa thuận với nhau bằng vẻ mặt bên ngoài, còn bên trong chứa đầy đồng thù hận. Sau khi đó thì cũng sẽ xảy ra chiến tranh. Kính thưa quý vị khán thính giả, vào đêm hôm qua, những người dân xóm láng giềng gần khu vực số 5 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết họ chứng kiến thấy các xe biển đỏ thuộc Bộ Quốc phòng quản lý liên tục di chuyển đến văn phòng Bộ Tổng Tham mưu trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Đây là cơ quan tham mưu kế hoạch tổng hợp với các tác chiến huấn luyện chính sách trong lực lượng vũ trang, vừa là trung tâm phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Theo người dân sống gần khu vực này cho biết, từ chiều qua cho đến sáng nay, ở bên ngoài có rất nhiều chiếc canh gác, quanh khu vực đều có bàn ghi rõ nội dung khu vực quân sự cấm vào. Vì thế, không ai có thể tiếp cận được gần khu vực này. Ngoài ra, xung quanh còn có rất nhiều xe phá sóng hoạt động khiến cho những hộ dân gần đó không vào được, là 4 giờ Internet bị cắt đứt hoàn toàn, khiến cho họ chỉ có thể liên lạc bằng cách là gọi điện thoại trực tiếp ra ngoài, không thể sử dụng được các ứng dụng hoạt động qua Internet. Đến khoảng 10 giờ sáng nay, nguồn tin rò rỉ ra bên ngoài cho biết, vào đêm hôm qua tại văn phòng Tổng Tham mưu trưởng đã diễn ra cuộc họp Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương. Ra ngoài còn có thêm 5 phó tư lệnh cùng tham gia bàn thảo nội dung xoay quanh vụ việc 17 tàu khu trục của Mỹ đã bàn giao cho Việt Nam tại quần cảng Cam Ranh. Đến 8 giờ sáng nay, toàn bộ 7 tham mưu trưởng đã có mặt để họp, và Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi họp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương đưa ra lời đề nghị của ông Tập Cận Bình, hiện là Tổng Bí thư Đảng Kiểm, cùng với Bí thư Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ông Tập yêu cầu Việt Nam phải trao trả lại 17 tàu khu trục, nếu không sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao, chấm dứt đối tác chiến lược toàn diện đơn phương, cấm vận kinh tế, trút xuống đại sứ và tất cả công dân Việt Nam đang ở Trung Quốc phải về nước trong vòng 24 giờ, nếu không sẽ tiến hành bắt giữ với lý do cư trú bất hợp pháp. Những công dân Việt Nam không kịp rời khỏi Trung Quốc trong vòng 24 giờ sẽ bị khởi tố, sau đó được đưa ra tòa xét xử, chắc chắn phải ngồi tù, can tội, cư trú bất hợp pháp. Theo quan điểm của Tổng Bí thư, đề nghị trao trả 17 tàu khu trục để giữ tình hữu hảo với Trung Quốc. Quan điểm nước xa không cứu được lửa, gần như là lời đề nghị khiến các nhà lãnh đạo cấp cao đau đầu của nhà nước và chính phủ phải giữ im lặng, nhưng các tổng tham mưu trưởng phải đối mặt, nhất là với quan điểm cứng rắn của Thượng tướng Phan Văn Giang, hiện mới được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tướng Giang là người có quan điểm cứng rắn nhất đối với Trung Quốc. Trước đây, hồi năm 1979, ông đã từng tham chiến tại biên giới Tây Bắc, nêu rõ là bản chất cũng như là sức mạnh thực lực của quân đội Trung Quốc. Tướng Giang tuyên bố trước mặt các nhà lãnh đạo cấp cao của nhà đảng, nhà nước và chính phủ là ông sẵn sàng từ chức để ép phải bàn giao trả lại 17 khu trục hạm tối tân, sức mạnh của khu trục hạm của Mỹ, đủ sức răng đen hạm đội Nam Hải của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Trung Quốc sợ hãi đến bất an mất ngủ khi mà chúng ta cần phải giữ lại 17 tàu khu trục để dạy cho Trung Quốc một bài học nếu dám xâm lược biển đảo của nước ta. Còn nếu Trung Quốc cắt đứt mối quan hệ ngoại giao và tiến hành cấm vận kinh tế thì không có gì đáng lo ngại. Việc Trung Quốc không phải là Mỹ hay là khối Liên Âu thế giới, không cần có Trung Quốc tồn tại thì Trung Quốc chỉ là cường quốc sao chép, trộp kỹ nghệ để phát triển ra ngoài. Còn gây họa cho môi trường nhân loại, hậu thuẫn cho các tổ chức điên khủng trên khắp thế giới như khu vực Trung Đông thường xuyên xung đột vũ trang, giúp cho Trung Quốc bán vũ khí để kiếm lợi, trong khi Trung Quốc không có thị trường của các nước trên thế giới để tiêu thụ hàng hóa của Trung Quốc sản xuất ra, khiến Trung Quốc sẽ sụp đổ ngay không có khi bất kỳ một quốc gia nào văn minh tiến bộ trên thế giới cần đến Trung Quốc. Và ngược lại, Trung Quốc lại càng lấy những quốc gia nghèo đói, độc tài để độc tài vũ khí do Trung Quốc sản xuất, không cần mang ra sử dụng, cũng tự phát nổ. Nói hiển ngoại, khôn lường cho binh sĩ và nếu sử dụng vũ khí của Trung Quốc. Việt Nam là quốc gia có đường biên giới quốc tế rõ ràng, là nước độc lập, có toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ được quốc tế công nhận và là thành viên của Liên Hợp Quốc được quốc tế bảo vệ. Vì thế, nếu Việt Nam phải tuân theo các yêu cầu của Trung Quốc trong việc trao trả lại Mỹ 17 tàu khu trục hạm, thì chúng ta sẽ tự đánh mất đi độc lập, toàn vẹn, chuyển viện lãnh thổ của chúng ta. Sẽ tuyên bố ngược lại với Trung Quốc là sẽ trang bị thêm những loại vũ khí hiện đại hơn của Nga và Mỹ. Tất cả chỉ huy, nhất sử dụng và chính sách quốc phòng của Việt Nam mang tính chất hòa bình và tự vệ, kiên quyết kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp bất đồng, biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, tích cực chủ động ngăn ngừa đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược. Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với các nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc là sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ khí hoặc là đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đồng thời tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh. Trùng với thế, nếu Trung Quốc cắt đứt quan hệ ngoại giao và trục xuất đại sứ cũng như là công dân Việt Nam về nước, thì lực lượng quân đội đủ sức bảo vệ lãnh thổ và sẵn sàng mở cửa biên giới để tiếp nhận tất cả các công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về quê hương. Hành động này càng làm tăng uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và Trung Quốc sẽ mất uy tín thê thảm khi đơn phương vi phạm các phạm vi của quốc tế đã đề ra. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thời sự hôm nay sẽ được gửi đến quý vị và các bạn tin mới nhất. Quý vị thân mến, ngay sau khi đến thăm cảng biển Cam Ranh vào ngày hôm qua, tứ trụ tướng có quyền lực của Việt Nam đã có chuyến ra khơi vào sáng ngày hôm qua đã có mặt tại quần đảo Trường Sa. Tại đây, những vị tướng tài của Việt Nam đã lưu lại trên quần đảo Trường Sa lớn và ăn cơm trưa cùng với những người lính hải quân Việt Nam. Trước khi được ăn cơm trưa đạm bạc trên quần đảo này, những cái người tướng Việt Nam mới thấu hiểu được cái nỗi gian khổ của những người lính hải quân nơi Trường Sa. Tình hình thiếu nước ngọt ở trên miền đảo vẫn đang diễn ra một cách rất là trầm trọng. Các chiến sĩ phải cách cử 2 ngày mới được tắm một lần. Bọn họ đa phần phải tắm bằng nước biển mặt chát. Sau đó thì xối lại một lần bằng nước ngọt chỉ bằng một gáo nhỏ duy nhất mà thôi. Nước ngọt được ưu tiên cho việc ăn uống. Bữa cơm cũng chỉ có mắm, với nước gạo rang, rau xanh vẫn là một thứ thực phẩm xa xỉ đối với những người lính hải quân trại đảo Việt Nam. Đứng trước tình hình này, 4 vị tứ trụ tướng quốc Việt Nam đang lên một kế hoạch là cải thiện đời sống cho những người lính trên đảo được tốt hơn. Được biết, vào ngày hôm qua sau khi tới cảng biển Cam Ranh, cũng chỉ có 3 vị tướng, gồm có Thượng tướng Phan Văn Giang, tướng Lê Mã Lương, tướng Trường Chánh Long và tướng Bùi Ngọc Khánh vẫn còn thường trực ở trên với các tỉnh biên giới phía Bắc để chống chọi với quân đội của người Trung Quốc chưa thể về được. Ông chỉ có thể liên lạc qua hệ thống trực tuyến Internet với 3 vị tướng quốc nơi trên mà thôi. Theo kế hoạch đã định trước từ cuộc họp khởi động tại trụ sở Bộ Tham mưu, 3 vị tướng của Việt Nam sẽ có một cái chuyện những thăm quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và Bãi Đá Ba Đầu. Đây là một chuyến ra khơi lịch sử với con tàu khu trục mà Mỹ đã ban tặng cho Việt Nam vào hồi tháng trước. Cũng theo nguồn tin từ Hải quân Việt Nam cho biết, 3 trong số 8 con tàu ngầm mang tên Ngày Tận Thế cũng được Lầu Năm Góc cấp cho Việt Nam. Cũng theo bảo vệ con tàu khu trục của Hải quân Việt Nam, trên những con tàu này đều có các chuyên gia hàng hải hỗn hợp của Mỹ và Việt Nam. Các sĩ quan hải quân của Mỹ dày dặn kinh nghiệm cũng có mặt để mà hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm cho các binh lính và sĩ quan Việt Nam thực tế để cách sử dụng các loại tàu khu trục kiểu mới này. Vâng, đây là một chuyến ra khơi lịch sử có 102 từ trước đến nay. Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam cũng có mặt trên những con tàu này, chỉ huy cuộc diễn hành vòng quanh Biển Đông. Được biết, trước đó ít ngày ông Tập Cận Bình đã cho quân lính bắt giữ Đô đốc Hải quân Trung Quốc Thẩm Kim Long. Vị quan chức này luôn muốn cho Hải quân Trung Quốc phải tấn công đánh chiếm đảo Trường Sa lớn của Việt Nam. Và đây chính là lý do mà Hải quân Việt Nam đã phô trương sức mạnh, biểu dương sức mạnh vượt trội để tuần tra trên Biển Đông. Đây là một cái thông điệp cứng rắn muốn gửi tới nhà lãnh đạo Bắc Kinh ông Tập Cận Bình. Từ nay Hải quân Việt Nam không phải lép vế trước Hải quân Trung Quốc nữa. Những con tàu khu trục Mỹ tặng cho Việt Nam, giờ đây có thể đủ sức chiến đấu song phẳng tay đôi với 3 con tàu sân bay và tàu chiến của Trung Quốc. Kính thưa quý khán thính giả, một số thông tin tình báo từ Trung Nam Hải báo về Việt Nam cho biết, binh chủng hải quân Trung Quốc đã hỗn loạn sau vụ của ông Tập Cận Bình, bắt giữ người chỉ huy đứng đầu binh chủng hải quân của họ chính là Đô đốc Thẩm Kim Long. Trước đó, nghe tin Việt Nam đón nhận tàu khôi trục và chiếc tàu ngầm mang tên Ngày Tận Thế của Mỹ, thì hải quân Trung Quốc đã hỗn loạn đến mức nhiều binh sĩ phải tìm cách giải ngũ sớm. Những binh lính trẻ chưa đủ tuổi xin giải ngũ thì đã tìm cách bỏ chạy, bỏ trốn đeo ngũ sau cuộc chiến Trường Sa và Bãi Đá Ba Đầu. Câu chuyện con tàu quật trục của Việt Nam đã đến cảng Cam Ranh của Việt Nam được các kỹ sư lắp ráp các thiết bị phóng tên lửa xuyên thành, và sau đó là tiến ra quần đảo Trường Sa được lính hải quân Trung Quốc truyền miệng cho nhau nghe rợn cả tóc gáy. Một con tàu chiến của Trung Quốc vẫn quấy thương con tàu quật trục của Việt Nam, đã gây chiến bằng cách nổ súng trước vào các tàu quật trục của Việt Nam. Ngay sau đó đã khai hỏa bắn liền 4 quả tên lửa khiến cho con tàu chiến hải quân Trung Quốc phải nổ tanh bành tan tành, xác pháo 298 thủy thủ trên con tàu Trung Quốc đều thương vong. Sau đó lại tiến ra cái Bãi Đá Ba Đầu, hải quân Trung Quốc một lần nữa thất bại thảm hại khi 4 con tàu hải cánh của Trung Quốc bị nổ tung banh xác. Gần như con tàu chiến của Trung Quốc, những cái con tàu này án ngữ ở Bãi Đá Ba Đầu nửa năm nay phải bỏ chạy tán loạn về cảng Du Lâm của Hải Nam. Những cái trận đánh khác của hải quân Việt Nam trong những ngày vừa qua đã khiến cho hải quân Trung Quốc phải thất điên bắt đảo, long quân rã rời. Đó chính là lý do tại sao mà Đô đốc Thẩm Kim Long của Trung Quốc lại xin diện kiến Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Ngay sau khi từ Vịnh Bát Hải trở về Bắc Kinh, Đô đốc Thẩm Kim Long đã đề xuất các chiến dịch tổng tấn công vào quần đảo Trường Sa của Việt Nam, mục đích là đánh chiếm Trường Sa lớn của Việt Nam. Ông Thẩm Kim Long cho rằng cái kế hoạch chiếm đóng đảo Đông Sa, đảo Ba Bình của Đài Loan, theo kế hoạch của ông ta thì ông Tập Cận Bình nên hoãn lại, bởi dù sao Đài Loan cũng giống như con cá nằm trên thớt. Hải quân Trung Quốc muốn thu hồi lúc nào cũng được, nhưng hải quân Việt Nam đang lớn mạnh nên không ngừng. Và nếu như không đánh nhau giành mặt hải quân Việt Nam, chỉ trong vòng một thời gian ngắn nữa thôi thì hải quân Việt Nam sẽ lấy lại được biển đảo đá nhân tạo mà Trung Quốc tốn tiền tốn của bấy lâu nay mới kiến tạo được. Vấn đề chính ở đây là lòng quân. Hải quân Trung Quốc đang hoang mang, lo sợ, lúc nào cũng mang tâm lý trốn chạy khi đụng phải hải quân Việt Nam. Theo nguồn thông tin tình báo của Việt Nam từ Trung Quốc, báo về cho biết, Đô đốc Hải quân Thẩm Kim Long đã vượt quá tầm ảnh hưởng của mình khi đối diện với ông Tập Cận Bình. Từ trước tới nay chưa có ai dám ngang tàng ngang ngược cãi lại kế hoạch của ông Tập Cận Bình. Trước đó, ông Tập Cận Bình đã lên kế hoạch mục tiêu hải quân Trung Quốc là trong vòng 6 tháng, cuối năm sẽ tấn công một cái đảo Ba Bình và đảo Đông Sa của Đài Loan. Và Đài Loan vẫn ngang ngạnh không có chấp nhận một cái điều kiện là một quốc gia hai chế độ, cái điều kiện khác mà Trung Quốc đưa ra. Trung Quốc sẽ tổng tấn công đánh chiếm Đài Loan. Nhưng ông Thẩm Kim Long lại dám gạt ngang cái kế hoạch trên của ông Tập Cận Bình, chuyển hướng cho hải quân Trung Quốc đánh đảo Trường Sa lớn của Việt Nam. Cái kế hoạch này nói đúng ra rất là chí lý, nhưng cái tôi của ông Tập Cận Bình quá lớn. Ông ta chưa bao giờ để một kẻ khác tài giỏi hơn mình có cơ hội lên mày lên mặt. Bây giờ bỏ kế hoạch đánh chiếm Đài Loan tấn công Trường Sa lớn của Việt Nam, tức là ông ta phải nghe theo ông Thẩm Kim Long. Chính vì cái tôi quá lớn, cho nên ông Tập Cận Bình đã không thừa nhận kế hoạch hay họ đánh chiếm đảo Trường Sa lớn của Việt Nam rất là đúng đắn, và đã ra lệnh cho ông Thẩm Kim Long quay trở lại Vịnh Bát Hải chuẩn bị cho một cuộc tấn công đánh chiếm đảo Đài Loan. Lý do ông Tập Cận Bình đưa ra là sức mạnh của hải quân Việt Nam đang mạnh lên và không nên đối đầu trực diện vào trong thời gian này. Nếu hai bên xảy ra xung đột chiến sự sẽ xảy ra, thì một cách thương vong bên sẽ thiệt hại rất là nặng nề. Mỹ sẽ là nước có lợi nhất. Ông muốn chờ đợi cho tình hình quân lính hải quân của Việt Nam xuống tinh thần, thì sẽ tấn công vào Biển Đông của Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào lúc 9 giờ chiều ngày hôm qua, chúng tôi đưa tin, ngay sau khi cuộc diễn kiến bất thành với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, thì ông Thẩm Kim Long tỏ ra hết sức là bực dọc. Nhìn rõ tim đen của ông Tập Cận Bình, vì sợ cái tài cán tài năng của mình hơn hẳn ông Tập Cận Bình, cho nên đã gạt ngang cái kế hoạch của ông ta khi đề xuất đánh chiếm đảo Trường Sa lớn của Việt Nam. Và chán chường vì biết Tập Cận Bình ghen ăn tức ở, phí đố hiền tài, cho nên Thẩm Kim Long đã ngay sau đó đăng một bài viết trên trang cá nhân với nội dung 17 con tàu khôi trục của Việt Nam đối đầu với tàu sân bay của Trung Quốc. Trong bức ảnh này, ai cũng có thể nhận ra rõ cái sự phơi bày là tàu sân bay Liêu Ninh, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc bị tàu khôi trục của Việt Nam bắn cháy. Trong tấm hình này nổi bật là cái tấm hình của ông Tập Cận Bình đang giơ tay ra lệnh cho tàu Trung Quốc phải rút lùi. Nhìn cái dáng điệu hớt hà hớt hải của Tập Cận Bình rất là thảm bại, ai nhìn thấy cũng mà thương hại thầy. Ngay sau cái bài viết này của Thẩm Kim Long, ông ta có đến hàng chục triệu lượt chia sẻ, kèm theo những lời chế giễu đầy chua xót, và những thông tin này đã làm cho ông Tập Cận Bình đùng đùng nổi giận. Cho đến hôm nay, ông Tập Cận Bình đã cho quân lính bắt giữ Thẩm Kim Long ngay lập tức và đưa về Bắc Kinh. Theo nhiều nguồn thông tin cho rằng, ông Tập Cận Bình đã làm trảm ông Thẩm Kim Long ngay lập tức. Nhưng cũng có nhiều nguồn thông tin cho rằng, hàng triệu hải quân Việt Nam, nguyên cái vị đô đốc này đã nổi loạn khắp nơi. Cho nên ông Tập Cận Bình vẫn phải giữ lại mạng sống cho ông Thẩm Kim Long, chờ sự kiện dịu đi rồi sẽ cảm sau. Cùng với sự kiện tuyết trụ Việt Nam đưa 17 con tàu khôi trục ra khơi đi vòng quanh vòng Biển Đông, Việt Nam một cái hành động nhiều võ dương oai kích động quân sĩ Trung Quốc nổi loạn chống lại ông Tập Cận Bình. Vào đầu giờ chiều ngày hôm qua, những con tàu khôi trục và tàu ngầm của Việt Nam vẫn đang trên đường ra bãi đá Ba Đầu. Tất cả những hình ảnh này đều được tung lên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc để cho lính hải quân Trung Quốc biết được sức mạnh quân sự Việt Nam. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ này. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức thời sự của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.